giờ nó bảo là 6 giờ dậy đi. Mà cùng quên vé không biết kiểu gì, lúc mở mắt ra là 7 rưỡi. Anh em nhá rồi hả? Anh em một mình. Dạ. Công tác ở trong Sài Gòn thôi mà đi vào trong đây bảo chơi thử xem thôi. Dạ. Thăm thú đây đó cho nó biết thôi. Đi anh biết anh đi hết mẹ đi hết giờ mình giường rồi luôn. Có đi giường không? Giường có em Út có, giường có cái cây của người ta. Giường đi Khánh, giường Lê Lộc. Vừa để lọc thì nó đang cho nổi chạy vô một đoạn nữa. Nó có cam, đồng cam nhiều lắm. Cũng cho nó là ta tham quan. Còn vừa nhậu mà kia là đồng ta mút rồi kia luôn. Là đang cho nổi chạy vô có 20 phút. Vừa đó là em ngồi ăn nhậu với mình luôn. Chỉ có 200 ngàn thoải mái luôn. Bo có 200 thôi. Có phòng karaoke, rồi có phòng có ngoài, cũng đông có ngoài ngồi nhậu. Tại đi một mình thì cũng ngại, chỉ đi tham quan mà. Phải có hai người, một đứa trước này đi thì chỉ quen đi một mình thôi. Dạ. Là đi tham quan thì có tham quan Bình Dương thôi không? Dương trái cây á. Đây là coi bây giờ là mùa trái cây gì vậy? Mùa này thì nó hết mùa, còn chỉ là cam. Dạ. Là nguyên cái vườn cam. Vườn đất cũng đẹp. Vườn cam rồi có cây mắm cục lâu năm có nữa. Cây cọc chung. Quả chung. Thôi cứ đi tí nữa em tính nhá. Dạ. Vâng. Trong đó nó có gà, cá lóc, mà, gà nó bánh xét, cá lóc chui, gà nó cháo. Còn vườn bên đây thì nó hết trái cây rồi. Vườn bên đây thì nó có lẩu mắm này kia rồi. Gà nướng ớt rồi một câu gà nữa. Một câu này kia lùm. Chuyện nổi sợ giờ này còn người không anh? Dạ. Chuyện nổi giờ này còn người không? Em sợ đến họ tan hết rồi, khổ. Không tan thôi. Chợ nó giờ hồi trước á, là 5 giờ trước á, là họp 3 giờ khuya. Dạ. Tới 7 giờ là nó tan rồi. Hồi trước là chốt thế. Bây giờ là nó không thế rồi. Mỗi chiếc là 30-40 ngàn. Họ bà vậy là suốt luôn. Anh muốn đi đông á, là từ 5 giờ kéo dài tới 9-10 giờ. Bây giờ đó là một tuần. Dài là chờ, giờ lên nữa là nó hơi vắng. Vắng mới ra mua. Nghe bán cũng dẫn đầu đó. Mà giờ lên thay đổi để muốn mượn chứ khách du lịch họ đi họ tham quan. Dạ. Bán sớm có khi nhiều khi khách du lịch không có, bán nó khó hàng. Chợ đó là chợ đầu mối, đậu dạ. Suốt ngày luôn, bán suốt ngày đó. Bởi vì họ bây giờ họ chạy đâu cũng đậu nó luôn. Cho tôi biết điểm, người ta ra người ta mua. Mình ở trong đây được cái là nhiều sông nước, kênh rạch, kênh thịt, đường thủy nó thuận lợi. Chứ ở ngoài Bắc kia đi toàn núi đồi thôi. Đây là chợ này là nó di tích luôn rồi. Chợ này là lớn nhất. Chợ nổi Cái Răng. Cái đường sông này là cứ đi thẳng ra biển này. Đường này đi thẳng ra biển cũng được, mà đường này đi ra ngoài cũng được. Đường này thì đi trong kinh nhỏ. Tàu nhỏ nhỏ đi được, còn tàu lớn thì đi đường sông lớn trong gần. Cái này sóng bao giờ nó to quá không? Hay là chỉ như thế này, bình thường như thế này thôi luôn? Thường là không có nghe, không có tạo chạy thì nó lên ngu à. Sóng này là nó tạo sóng là nghe tạo nó chạy. Sóng. Anh trưởng với khách này hay có kết hợp cả đánh cá đánh trước gì không? Dạ không. Khách, rồi chở đám cưới, chở đám tiệc này kia, chở đồ. Ai kêu chở nắng. Thế những cái con thuyền bê tông kia là nó làm gì anh? Đó. Đây con thuyền bê tông này kìa. Đó là cái con thuyền này kìa, con thuyền kia là họ đánh cá à? Không, thuyền này là chở hàng. Chở hả? Chở gạch, chở gạo, chở sắt, chở cá. Chở vô cái kinh nhỏ nhỏ đó, tàu ghe xe nó vô được. Không, em làm ở ngoài kia, ngoài Bắc cơ.